Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, nhu cầu làm bạn với sách, đọc sách thông qua môi trường số hóa thư viện đã trở thành nhu cầu tất yếu và là nhiệm vụ quan trọng của mỗi trường học. Trước yêu cầu đó, từ năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã chính thức chỉ đạo cho trường tiểu học An Phú, thành phố Thuận An thực hiện chuyên đề về thư viện số để các trường học trong tỉnh về trao đổi học tập kinh nghiệm nhằm từng bước số hóa thư viện trường học. Là đơn vị có hệ thống cơ sở vật chất cũng như chất lượng giáo dục thuộc top đầu ở tỉnh Bình Dương, thời gian qua, trường tiểu học An Phú đã khuyến khích các lớp xây dựng thư viện thân thiện ngay trong từng lớp học. Khi ấy, học sinh dễ dàng chủ động lựa chọn loại sách phù hợp, thời gian đọc sách. Tuy nhiên, từ khi nhà trường phát động phong trào đọc sách và mở rộng thêm mô hình số tại thư viện của trường, các em học sinh rất hào hứng tìm đến đọc sách vào mỗi giờ ra chơi. Đến với không gian sinh động, hấp dẫn này, các em được nhân viên thư viện và các giáo viên hướng dẫn hỗ trợ sử dụng thiết bị số để đọc sách, học tập. Đến nay, mô hình thư viện số của trường tiểu học An Phú, thành phố Thuận An đã xây dựng được hơn 4.000 tài nguyên thông tin. Việc trang bị kho tài nguyên thông tin này đã giúp cho học sinh và giáo viên tiếp cận được nguồn tri thức phong phú, từ đó làm cho phong trào đọc sách của nhà trường ngày càng được nâng cao hơn. Mô hình thư viện số đã thu hút hơn 60.000 lượt học sinh, giáo viên tham gia. Bây giờ đã có thư viện số giúp tụi con dễ dàng trong thuận tiện trong việc đọc sách hơn. Bình thường khi tụi con lên để xem thư viện số và thư viện xanh thì được thầy cô giúp đỡ truy cập vào tin tức, đọc truyện và sách để giải trí nè, có thể học bài tiếp thu thêm được nhiều cái mới. Bước đầu mình cũng có cái phần hơi trừu tượng về cái thư viện số. Thì sau khi tìm hiểu qua sách báo cũng như là trao đổi kinh nghiệm quý thầy cô các trường lân cận thì mình cũng đã hình dung được cái cơ bản về cái thư viện số trong nhà trường. Nhà trường đã mạnh dạn phân công giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhà trường, đã tổ chức thành lập ban tổ chức, đã đến hình thành. Thì qua đó thì nhà trường đã cũng ký kết với hợp đồng với công ty Vina về cái thư viện số, đã tổ chức cho nhà trường. Đến giờ phút này phải nói rất là mừng, thư viện số đã được đi vào ổn định, giúp cho phụ huynh học sinh cũng như là học sinh các thầy cô tiếp cận được cái thông tin tri thức mới. Mô hình thư viện số của trường tiểu học An Phú có nguồn tài nguyên phong phú, cung cấp ngân hàng sách điện tử, tạp chí, bài báo khoa học, video bài giảng và các nguồn tài liệu khác có thể truy cập từ xa, giúp cho học sinh có thể học tập mọi lúc, mọi nơi, giúp cho thầy cô giáo có thể tìm kiếm nguồn tư liệu phục vụ cho việc giảng dạy của mình nhanh chóng hơn. Đặc biệt, thư viện số còn cung cấp các công cụ tương tác như diễn đàn thảo luận, phòng học ảo, giúp thúc đẩy sự hợp tác giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh với học sinh một cách hiệu quả. Theo đánh giá của nhiều giáo viên trong nhà trường, thành công của mô hình thư viện số phụ thuộc rất nhiều vào việc triển khai, duy trì công nghệ cũng như đào tạo thích ứng của giáo viên thư viện. Vì giáo viên thư viện phải là người tạo ra nhiều hình thức học tập để làm sao thu hút được các em học sinh vào trang web của mình và phải bảo đảm tính an toàn, an ninh mạng khi các em tham gia tra cứu thông tin trên các hạ tầng số. Về tính khả thi của mô hình này, đó là sự tiện ích, tiết kiệm được thời gian và tiết kiệm chi phí làm thẻ và nâng cao được nguồn chất lượng nguồn tài nguyên thông tin để phục vụ nhu cầu của người dùng. Thì các bạn đang là ở lứa tuổi tiểu học nên là khi tham gia vào thì các bạn cũng rất là khó khăn về công nghệ thông tin. Nhà trường cũng đã tiến hành hỗ trợ tập huấn cho các bạn và hiện nay hơn 80% học sinh của nhà trường tiếp cận với nguồn tri thức số. Và các bạn học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3 và cũng đã được giáo viên và phụ huynh hướng dẫn tham gia vào thư viện số rất là tích cực. Có thể nói, thư viện số trong trường học là một môi trường đọc sách, học tập lý tưởng của thầy và trò. Ở đó, các em học sinh được sử dụng máy tính một cách khoa học, đúng nguyên tắc và đúng mục đích. Đó cũng được coi là công cụ hữu ích giúp các em học sinh thích nghi với công nghệ máy tính trong tương lai. Và chính sự hữu hiệu này, thời gian tới, mô hình thư viện số của trường tiểu học An Phú, thành phố Thuận An sẽ tiếp tục được nhân rộng ra tất cả các trường học trong tỉnh Bình Dương.